Là nguyên nhân gây tử vong cao thứ ba ở nước ta, nhưng bệnh đái tháo đường lại diễn biến thầm lặng, không triệu chứng, nên đa số bệnh nhân chỉ phát hiện khi bệnh đã có biến chứng. Lo ngại hơn, có tới 62,6% người mắc đái tháo đường ngoài cộng đồng mà không biết. Thông tin trên được tiến sĩ bác sĩ Phan Hướng Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương đưa ra tại chương trình khám sàng lọc, tư vấn bệnh đái tháo đường cho người dân. Cụ thể, theo bác sĩ Dương, đái tháo đường là một trong những nguyên nhân phổ biến gây tàn tật và tử vong sớm ở hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bệnh cũng là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa, bệnh tim mạch, suy thận. Lo ngại nhất, bệnh không có biểu hiện triệu chứng rõ ràng, diễn tiến thầm lặng, nên đa số bệnh nhân mắc bệnh mà không hề biết. Số người mắc bệnh cũng có xu hướng tăng và ngày càng trẻ hóa. Điều tra của Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2002 là mới có 27% thôi, 2,7% trong toàn quốc. Nhưng chỉ 10 năm sau, 2012 đã tăng lên 5,4%. Và đến năm 2020, điều tra mới nhất của chúng tôi thì đã tăng lên 7,3%. Điều đấy muốn nói là khi mà kinh tế xã hội gia tăng thì như vậy bệnh cũng gia tăng. Vì sao? Quá trình đô thị hóa, rồi chúng ta tiêu thụ quá nhiều thực phẩm về năng lượng cao và gì? Càng ngày càng thiếu vận động, bệnh đái tháo đường mà chủ yếu bệnh đái đường tiếp 2 không có triệu chứng. Cho nên dẫn đến là người bệnh rất chủ quan. Và cái điều tra của chúng tôi cho thấy 62,6% người bệnh đang ở ngoài cộng đồng này mắc đái tháo đường hoàn toàn không biết. Mà khi đã có triệu chứng và khi phát hiện ra thì đã có biến chứng. Xu hướng bệnh ngày càng trẻ hóa. Như ngày xưa chúng tôi học ở những thời thập kỷ 80 thì thời đó vào các khoa phòng tìm bệnh nhân đái tháo đường rất là ít và đa số là những người cao tuổi. Đó, nhưng bây giờ thì có lẽ là do cuộc sống bây giờ nó hiện đại hơn rồi. Thức ăn thực phẩm rất là dồi dào và thực phẩm nhiều năng lượng, không chỉ thức ăn mà đồ uống đó. Cái nếp sống công nghiệp nữa cũng tạo ra những người ta ít vận động hơn đấy, và ăn uống thì lại nhiều hơn và khó kiểm soát. Thế đấy là một nguyên nhân rất là quan trọng dẫn đến cái tỷ lệ mắc đái tháo đường trẻ hóa. Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng cho biết nguyên nhân gây ra đái tháo đường rất phức tạp, nhưng phần lớn là do thừa cân, béo phì và thiếu hoạt động thể lực. Việc thực hiện lối sống lành mạnh sẽ giúp phòng ngừa mắc đái tháo đường tới 70%. Đồng thời, việc chẩn đoán và điều trị sớm là chìa khóa để phòng hoặc làm chậm các biến chứng nguy hiểm của bệnh. Chương trình khám sàng lọc, tư vấn bệnh đái tháo đường cho người dân là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng ngày phòng chống bệnh đái tháo đường ngày 14 tháng 11, nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân về bệnh lý nguy hiểm này. Bác sĩ thì có tư vấn là ăn uống thì giảm bớt tinh bột đi, với cả chịu khó luyện tập sức khỏe, để cho tránh được cái bệnh đái tháo đường này. Nếu mà đã mắc bệnh này thì dễ sẽ bị sau này sẽ bị biến chứng, rất là điều trị rất là khó khăn. Cho nên là mình ý thức được ngay từ đầu thì mình đi khám, có thể đi khám định kỳ rất là có lợi cho sức khỏe. Chúng tôi là mời tất cả các bà con ở nơi địa bàn bệnh viện đóng, rồi tất cả các anh chị em hoạt động nói chung là xung quanh ở bệnh viện ở trong huyện Thanh Trì này đến để sàng lọc và phát hiện sớm về đái tháo đường. Thì qua cái này, thứ nhất là chúng tôi mong muốn sẽ phát hiện sớm những người bệnh đã bị đái tháo đường, tiền đái đường mà chúng ta chưa phát hiện ra để chúng ta can thiệp kịp thời. Hai, cũng thông qua cái này để lan tỏa trên cộng đồng, trên các phương tiện đại chúng và qua những bác đã đến đây làm xét nghiệm về sẽ nói với cả con cháu, những người hàng xóm là tiếp tục mình phải duy trì hoạt động này. Chỉ rất đơn giản thôi, 6 tháng một năm hay hàng năm chúng ta chỉ cần đến khám, chúng ta đo huyết áp rất đơn giản, chúng ta test máu thôi để chúng ta đã có thể phát hiện sớm bệnh, thì như vậy cuộc sống của người bệnh hoàn toàn bình thường. Đấy, để tránh được các biến chứng thì đấy là cái ý nghĩa hết sức to lớn của ngày hôm nay. Trước đó, theo kết quả điều tra của Bộ Y tế năm 2021 cho thấy, tỷ lệ mắc đái tháo đường ở người trưởng thành ước tính 7,1%, tương đương với khoảng gần 5 triệu người đang mắc bệnh. Trong đó, số người đã được chẩn đoán chỉ chiếm khoảng 35% và số người đang được quản lý, điều trị tại các cơ sở y tế chiếm 23,3%. Dự báo số người mắc đái tháo đường của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới. Việc thay đổi lối sống, tăng cường vận động và duy trì khám sức khỏe định kỳ sẽ là giải pháp để phòng tránh căn bệnh được coi là kẻ giết người thầm lặng này.